Nửa đầu năm 2023, thị trường bất động sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, do có hạ tầng đồng bộ, tính kết nối cao nên phía đông thủ đô đang là khu vực xuất hiện những điểm sáng và thị trường bất động sản có tiềm năng phát triển. Cuối tháng 6 vừa qua, huyện Gia Lâm đã tổ chức cuộc đấu giá đối với 14 thửa đất ở tại 4 xã Đông Dư, Trung Mầu, Kim Sơn, Phú Đồng, thu hút được sự tham gia của gần 50 khách hàng. Các lô đất có giá khởi điểm từ trên 19 triệu đến trên 30 triệu đồng một mét vuông tùy vị trí. Với hạ tầng được đầu tư, vị trí các lô đất có giao thông thuận lợi, giao với các tuyến tỉnh lộ và cao tốc kết nối với các tỉnh phía đông thủ đô, nên đã được đấu giá thành công với hầu hết giá chúng đều cao hơn từ 5 đến 7 giá so với giá khởi điểm. Điều này cho thấy bất động sản khu vực các quận huyện phía đông vẫn là điểm sáng của bất động sản thủ đô. Cái điểm nhấn của Gia Lâm là chuẩn bị là liên quận, nên là cái thị trường về bất động sản nó sẽ có cái tiến triển rất là tốt để cho các nhà đầu tư và người dân để đầu tư thêm về nguồn đất, về đầu giá. Tương tự tại quận Long Biên, trong cuộc đấu giá đất cuối tháng 7, 4 thửa đất tại phường Thượng Thanh cũng đã được đấu giá thành công với mức giá trúng cao. Tiêu biểu như thửa đất có ký hiệu số 57, diện tích 89,5 m², giá khởi điểm là 75,3 triệu đồng một mét vuông. Sau quá trình đấu, khách hàng đã trả giá 117,3 triệu đồng một mét vuông, chênh so với giá khởi điểm 42 triệu đồng một mét vuông. Tại cuộc đấu giá này, với 4 thửa đất được đấu giá thành công, quận Long Biên đã thu về hơn 31 tỷ đồng, chênh hơn 7,6 tỷ đồng so với giá trị tính theo giá khởi điểm. Như vậy, trong bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn, thì bất động sản khu vực phía đông đang là điểm sáng hiếm hoi của bất động sản thủ đô. Khu vực phường Thượng Thanh này thì mặt bằng chung của đất thì đã tầm khoảng đầu 9. Thì tôi cũng đánh giá cái đất là rất là tiềm năng, thì muốn sở hữu cái trong cái thời điểm mà thị trường bất động sản này có hơi võng một chút, thì tôi muốn mình muốn sở hữu được một vài bất động sản ưng ý theo ý của mình. Đó là đất đấu giá, còn theo báo cáo của Hội môi giới bất động sản, lượng giao dịch thị trường Hà Nội trong quý 2 năm 2023 ghi nhận phục hồi nhẹ, đạt khoảng 3.704 giao dịch, xấp xỉ 18% tổng nguồn cung mở bán mới, tăng hơn 30% so với quý trước nhưng vẫn giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường vẫn gặp khó khăn do ảnh hưởng kéo dài của nền kinh tế, khi sức chịu đựng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trên thị trường đã đến mức giới hạn. Dù vậy, các chuyên gia cũng nhận định cơ hội và triển vọng hồi phục của thị trường vẫn còn, đặc biệt là các khu vực có nhiều dư địa phát triển, có hạ tầng được chú trọng đầu tư, quy hoạch mặt bằng giá chưa cao. Đặc biệt, phía Đông đang được ưu ái đẩy mạnh phát triển hạ tầng, huyện Gia Lâm cũng sẽ chuẩn bị lên quận. Kể cả trong cái thời điểm mà cái thị trường bất động sản gần như đóng băng và có cái sự tăng trưởng rất trì trệ, thì cái thị trường bất động sản phía Đông vẫn là một trong những cái nơi thu hút các cái nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư trong cái thời gian vừa qua. Và với một cái quy hoạch tương đối hiện đại, với một cái trung tâm phát triển tương đối bài bản, có cái quy hoạch đầy đủ cả về công viên cây xanh, cả về các cái điều kiện cơ sở hạ tầng, thì chúng ta thấy rằng là cái khu vực phía Đông thực sự đang là một cái địa chỉ hiếm hoi cho các cái nhà đầu tư. Trong quy hoạch phát triển sẽ có 10 cây cầu bắc qua sông Hồng và đường vành đai 4 vùng thủ đô sẽ kết nối với khu vực phía đông thủ đô. Hệ thống này tạo ra khả năng kết nối đa dạng giữa trung tâm Hà Nội với các tỉnh thành phố trong tam giác tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tạo cú hích cho các hoạt động giao thương kinh tế. Đây cũng sẽ là động lực cho thị trường bất động sản phía đông thủ đô khởi sắc trong bức tranh chung của bất động sản còn nhiều gam màu xám.